Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem, hôm nay ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến với quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc xe Mazda CX-5 này là cái phiên bản 2.0 lít và được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2018 luôn ạ. Chiếc xe này đã lăn bánh được 2.5 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái năm 2018, đời 2018 này thì nó đã là bản facelift rồi, đầy đủ đồ, full đồ rồi ạ. Bản facelift nó khác với những bản thường, ví dụ như là có phanh tay điện tử hết rồi. Đấy, và chiếc xe này là full option, ví dụ như khóa thông minh, đè nổ, start top, nội thất là nội thất ghế da, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động, cửa nóc này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cruise control, cốp điện, phiên bản này là phiên bản 2.0, cốp điện hết rồi, đầy đủ hết đồ rồi ạ. Và chiếc xe này thì ô tô 360 chúng tôi xin phép quý vị và các bạn chúng tôi bán với giá là 820 triệu đồng ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 sản xuất năm 2018 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline Zalo là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 2018 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn ạ. Và chúng tôi cũng khuyên, chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị và các bạn mua xe cũ thì nên bớt chút thời gian để đến với chúng tôi để được xem xe, được trải nghiệm về chiếc xe này ạ. Chúng tôi muốn quý vị và các bạn đến xem trực tiếp thì quý vị và các bạn mới biết được cái chất lượng của chiếc xe như thế nào ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã phát trực tiếp video từ lúc chúng tôi mới mua về đấy ạ. Tôi tả chi tiết hơn từ cái video phát trực tiếp rồi. Bây giờ chúng tôi làm lại cái video này để cho quý vị các bạn nhìn cái hình ảnh nó sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Chứ vì là chúng tôi lúc chúng tôi phát trực tiếp thì là do tín hiệu của mạng 4G nó cũng không được ổn định lắm và cái chất lượng hình ảnh nó không được nét lắm. Cho nên là chúng tôi mua về thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp và sau đó thì tôi sẽ quay lại chi tiết về cái video, làm video cho quý vị các bạn. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thực sự thì chúng tôi mời quý vị và các bạn xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đăng ký kênh, quý vị và các bạn tích vào cái nút chuông ấy thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những video mới nhất, những clip mới nhất mà chúng tôi update lên đây. Chúng tôi mua được chiếc xe nào về chúng tôi update lên thì quý vị và các bạn được xem ngay khi chúng tôi update lên ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chúc quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi clip ạ.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.